Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta mua gói đầu tư Skyway. Thì để mua được gói đầu tư của Skyway, chúng ta cần nạp tiền vào cái tài khoản của các bạn. Thì để nạp vào thì chúng ta cũng có rất nhiều cổng nạp. Đấy. Đây tôi sẽ chuyển sang giao diện tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn nhé. Ok, chúng ta vào cái mục này, tìm đến chữ V. Ok, thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện tiếng Việt. Ok, thì chúng ta phải nạp tiền vào tài khoản đã. Đấy, nạp tiền. Sau khi nạp tiền xong rồi thì nó sẽ nằm ở cái mục gọi là tài khoản chính. Thì tôi đã nạp rồi. Tôi có một cái video cũng hướng dẫn cái cách để chúng ta nạp tiền vào tài khoản. Chúng ta có thể nạp bằng thẻ Visa, nạp bằng Bitcoin và cũng có thể nạp bằng Perfect Money. Ok, thì đấy là ba cái cách nạp mà tôi thường dùng. Khi có tiền trong tài khoản chính rồi thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta tìm các gói đầu tư phù hợp với mình. Đấy, ở dưới đây thì Skyway cho chúng ta rất là nhiều lựa chọn. Đấy, những cái gói trả thẳng. Đấy. Rồi trả góp. Thì trong video này tôi sẽ vào một cái gói 5.000 trả góp. Đó chính là cái gói này. Gói 5.000 trả góp này thì tôi sẽ được 275.000 cổ phiếu. Cái mức chiết khấu là 55, tức là 1 đô thì được 55 cổ phiếu. Thì chúng ta cứ lấy 5.000 chúng ta nhân với 55 thì chúng ta sẽ ra được cái số này. Ok. Thì để mua được cái gói này thì tôi click vào mục đăng ký. Click vào đây. Gói này tôi trả trong vòng 10 tháng và mỗi tháng là 500 đô. Đây. Cổ phần trong gói 275.000 cổ phiếu, chiết khấu 55. Gói đầu tư là 5.000, trả góp trong vòng 10 tháng và 500 đô trên một tháng. Ok, thì sau khi trả xong tôi sẽ nhận được từng này cổ phiếu. Thì ở đây thanh toán từ các tài khoản nội bộ bởi vì tôi đã nạp tiền vào rồi. Thế nên là trong cái tài khoản chính của tôi có 563 đô. Thì tháng này tôi sẽ gõ vào 500 đô. Sau đấy tôi chọn vào đăng ký. Thì ở đây họ có nói là chấp nhận khi nhấn nút Yes, tức là những cái điều khoản của họ. Thì tôi nhấn Yes. Ở đây các bạn, đây họ có thông báo là bạn đang chuẩn bị đăng ký gói với số cổ phần như sau là 275.000 cổ phiếu. Thì chúng ta phải click vào cái mục là tôi chấp nhận các điều kiện của họ. Đấy thì các bạn có thể đọc những cái hợp đồng này. Ok, thì bắt đầu tôi click vào mục dưới là mục đầu tư. Ok, như vậy là cái số cổ phiếu chờ thanh toán ở các gói trả góp thì nó đã nằm ở cái mục gọi là mục dự bị đây. 275.000 cổ phiếu, khi nào tôi trả góp xong cái gói này thì nó sẽ nhảy trên lên cái mục là số cổ phiếu đã đầu tư. Đấy. Thì để xem được cái gói đầu tư của tôi thì tôi sẽ click vào cái mục đầu tư của tôi. Sau đấy tôi kéo xuống cái mục là các gói trả góp của tôi. Tôi click vào đây. Khi tôi click vào đây rồi thì đây nó có hiện ra những cái thông tin cái gói của tôi. Và tôi đã đầu tư là 500 vào ngày 22 tháng 11. Ok, khi nào chúng ta đầu tư xong thì nó sẽ có một cái tick xanh ở đây. Đấy. Tick xanh ở đây. Và chúng ta có thể hoàn thành gói của chúng ta bất cứ lúc nào chứ không phải là
cứ đến ngày đến tháng chúng ta mới trả. Đấy, nếu tôi có tiền tôi có thể trả luôn ngày hôm nay cũng được. Đấy, bằng việc là đấy chúng ta tích vào cái ngày tháng cần trả vào cái mục tài khoản nào đó, hoặc là nếu như chúng ta có tiền thì chúng ta có thể tích vào đây, nếu như chúng ta có tiền trong tài khoản sẵn thì chúng ta có thể click vào đây thì cứ đến ngày đến tháng nó sẽ tự động thanh toán cho bạn, còn không thì các bạn phải vào gói để tự thanh toán. Đấy, chúng ta có thể thanh toán xong bất cứ lúc nào. Cái trường hợp nếu như mà cái tháng sau mà ta bị kẹt tiền, chúng ta chưa có tiền để thanh toán cái tháng tiếp theo chẳng hạn, thì chúng ta có thể click vào cái mục này là bỏ qua lần này và thanh toán kép trong lần tới. Đấy, tức là chúng ta bỏ qua cái tháng này đi thì nó sẽ có một cái dấu như này. Đấy, cái dấu thanh toán đã bị bỏ qua thì ở cái tháng tiếp theo nữa nó không phải là 100 đô mà các bạn phải trả là 1.000 đô, tức là các bạn phải trả gấp đôi. Đấy, tức là cái số tiền mà bạn bỏ qua đấy nó sẽ dồn vào cái tháng tiếp theo. Ok. Đấy, như vậy là đã xong rồi, rất là đơn giản, rất là đơn giản. Ok. Thì video của tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.